Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 18, luyện tập. Bài luyện tập thứ 2, trang 60, sách giáo khoa môn toán lớp 6, tập 1. Và các em nhớ đây là tập 1 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em sẵn sàng rồi, nhớ là chúng ta có giấy nháp, có cuốn tập hay gọi là cuốn vở ghi nhớ, và em nào có điều kiện thì chúng ta có thêm một cái máy tính Casio hoặc là máy tính hiệu khác cũng được, miễn sao là để chúng ta tính toán nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ không linh tinh liên thuyền nữa, giờ chúng ta sẽ thực hiện vào cái bài thôi. Rồi, bài của chúng ta này, bài số 1, bài 156 này. 156 này, được chưa? Người ta yêu cầu mình tìm số tự nhiên x, biết rằng x này chia hết cho 12, chia hết cho 21 và chia hết cho 28. Và x này lại nằm trong cái khoảng là nhỏ hơn 300 nhưng lại lớn hơn 150. Đó, vậy thì trong các bài ước chung bội chung thầy đã nói rất là nhiều rồi, nếu cái số mà chúng ta tìm mà nó chia hết tức là đứng trước thì đây chúng ta sẽ tìm đó là tìm bội. Được chưa? Nếu mà 12 này mà chia hết cho x tức là x lại đứng sau số 12 này thì chúng ta lại tìm là ước. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài này nhé, chúng ta lập luận cho nó chắc chắn luôn nha. Rồi. Theo bài ra chúng ta có điều gì đây? Ta có ba cái dữ kiện này. Thứ nhất là x chia hết cho 12 này. Dữ kiện thứ hai là x chia hết cho 21 và x này cũng chia hết cho 28. Đây chính là gì? Ba cái dữ kiện đề bài họ cho. Và một cái dữ kiện nữa mà chúng ta cần chú ý theo đề bài, tức là x đây này, nó sẽ lớn hơn 150 và nhỏ hơn 300. Vậy thì x của chúng ta đây sẽ nằm trong khoảng từ 150 cho đến để 300, đúng không? Tức là 151 cho đến để 299, đúng không? Đấy. Vậy thì thực chất thì đây chúng ta sẽ tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất của 12, 21 và 28 thôi. Đó. Từ cái đề bài này nên chúng ta sẽ có điều gì đây? Nên x này sẽ thuộc gì nhỉ? Thuộc bội chung này của ba cái số này, 12, 21 và 28. Vậy thì bây giờ muốn tìm được bội chung của ba cái số này thì giờ chúng ta phải tìm bội chung nhỏ nhất của ba cái số này đã nhá. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích này. Ta có này. Giờ chúng ta sẽ tìm bội chung nhỏ nhất nha. Phân tích ra số 12. Hoặc các em bấm máy tính cũng được. Tí nữa thì thầy sẽ bấm máy tính đi nha. 12 này. Thì chúng ta sẽ bằng 4 x 3. Tức là bằng 2 mũ 2 x 3 này. 21 của chúng ta thì sẽ bằng 3 x mấy? 3 x với 7 này. Và 28 thì sẽ bằng mấy nhỉ? Sẽ bằng 4 x 7, tức là sẽ mà 2 mũ 2 nhân cho 7, đúng không? Đó, vậy thì từ cái việc này nên chúng ta sẽ có này. Nên suy ra này, bội chung nhỏ nhất của ba cái anh này, 12 này, 21 này, 20, 28 này, sẽ bằng tích của các cái thừa số. Ở đây chúng ta thấy có thừa số chung không? Không. Vậy thì chỉ có riêng thôi. 2 nhân với 3 nhân với 7. Đúng không? 2 ở đây mũ cao nhất là 2. 3 đây thì không có, đúng 7 không có. Chưa? Vậy thì đây sẽ bằng 4 nhân 3 nhân với 7. 4 nhân 3 nhân 7 thì sẽ bằng bao nhiêu? 84, đúng không? Đó. Vậy giờ chúng ta sẽ đi tìm gì?
bội chung của 84. Đấy, bội chung nhỏ nhất của ba thằng này bằng 84 rồi. Đó. Nên là chúng ta sẽ tìm vì nè. Vì cái điều kiện này. X thuộc bội chung của 12, 21 và 28. Đúng không? Đấy. Nên là gì? Nên nó cũng sẽ là bội chung của thằng nào? Đúng không? Nên nó sẽ bằng với bội của 84. Đó, bây giờ chúng ta chỉ đi việc tìm bội của 84 và chúng ta lấy trong cái khoảng 150 cho đến để 300 này thôi. Đấy. Vậy thì giờ chúng ta sẽ có này. Bội của 84. Mình suy ra này, bội của 84 nó sẽ bằng bao nhiêu? Bội của 84 thì chúng ta chỉ việc làm sao nhỉ? Nhân lên thôi. Sẽ là tập hợp của các số này, 84 nhân 0 thì bằng 0, 84 nhân 1 là 84, được chưa? 84 nhân 2 168, 84 nhân với 3 sẽ là 252. Đó, các em nhân lên thôi. Tương tự 336. Tiếp theo là sẽ là 420. Đó, chúng ta chỉ cần lên đây thôi. Vân vân, đúng không? Đó. Vậy thì so sánh với điều kiện vì gì? Vì x này lớn hơn 150 và nhỏ hơn 300. Đúng không? Nên ở đây chúng ta sẽ thấy nè, lớn hơn 150 thì ở đây chỉ có 168 trở đi, đúng không? Nhưng phải nhỏ hơn 300. Vậy thì 336 này lớn hơn rồi, nên x này sẽ có nhận hai cái điểm, đó là x có thể sẽ bằng là 252 hoặc đúng không? Đó. Hoặc x sẽ bằng bao nhiêu? 168. Được chưa? Vậy thì đây chính là đáp án. Xong nhé. Đấy, vậy thì ở đây có một cái mà bộ chung nhỏ nhất này, chúng ta tính ra 84 này. Thì chúng ta sử dụng máy tính ở đây. Đó, cái này thì hướng dẫn cho các bạn dùng máy tính thôi. Được chưa? Bộ chung alpha này. Bộ thì chia. Đúng không? Thì chúng ta tính là ba số thì chúng ta phải ấn hai lần bội, được chưa? Đó, hai lần bội. Sau đó các em nhập số 12 này, chưa? 21 này. Rồi số thứ ba là 28, đóng ngoặc lại bằng. Đó, như vậy thì đúng là gì? Kết quả là 84, đúng không? Đấy. Thì đấy là cái cách mà hướng dẫn các em tìm bội chung nhanh thôi. Rồi, ta đến bài tiếp theo, bài 157 nha. Bài 157 này. Bài này họ cho mình một cái bài toán như sau. Hai bạn An và bạn Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. Đó. Thế đây là cái điều kiện của họ thôi kệ. An cứ 10 ngày thì lại trực nhật, còn Bách thì lại 12 ngày. Đó, tức là một bạn là 10 ngày sẽ trực nhật một lần và một bạn là 12 ngày. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Đó, tức là lần đầu chúng ta biết rồi. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật. Đó. Vậy thì đây cũng chính là cái dạng toán mà chúng ta có thể sẽ hay gặp trong cái đề đấy. Đề giữa học kỳ hoặc đề kiểm tra cuối cái chương 1 này. Đó. Thì đây cũng chính là cách mà chúng ta tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất thôi. Đúng không? Đấy, đây chúng ta sẽ tìm bội chung nhỏ nhất của số ngày trực nhật của An và số ngày trực nhật của gì? Của Bách. Đúng không? Rồi, vậy thì để làm này thì chúng ta sẽ do cái dạng toán này là dạng toán có ẩn số nên ta sẽ gọi này. Gọi x. Các em gọi x ABCD thì cũng được, tùy các em nha. X là thời gian mà bạn An, x là cái thời gian mà bạn An này và bạn gì, bạn Bách. Đó, hai bạn này tên là An và Bách, đúng không? Cùng trực nhật lần hai, tức là họ hỏi mình là lần thứ hai thôi thì chúng ta trả lời luôn cùng trực nhật
lần lần 2. Được chưa? Và chúng ta phải có điều kiện này. X ở đây phải là một cái số, x phải là số nhỏ nhất, đúng không? Đó, chứ không phải là số lớn, số nhỏ nhất mà trong quá trình chúng ta tìm. Với điều kiện, với cái điều kiện của x này, với điều kiện là sao nhỉ? Với các cái điều kiện này, số x mà chúng ta tìm đây này, x này phải chia hết cho số ngày trực nhật của An, tức là 10 ngày, cứ 10 ngày thì An là trực, x phải chia hết cho 10, và Bách thì phải chia hết cho 10, 12. Đó, x thì phải chia hết được cho hai cái anh này, đúng không? Đấy, vậy thì đây là cái điều kiện. Đó, do đó chúng ta sẽ dễ dàng suy được ra x ở đây chính là bằng bộ chung nhỏ nhất của gì? Ngày trực nhật của An và ngày trực nhật của Bách thôi, tức là 10 và 10, 12. Đó, quá đơn giản, đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ các em có thể phân tích nó ra. 10 thì bằng bao nhiêu, đúng không? Đó, vậy thì ở đây thầy sẽ sử dụng máy tính để cho các em nhanh nhé. Đó, vậy thì đây thì x này sẽ bằng này, bộ chung nhỏ nhất của 10, 12 đúng không? Đó, và chúng ta sẽ tìm được x ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu. Đó, các em phân tích nó ra. Ở đây chúng ta dùng máy tính nhé. Này, alpha này, 10 với 12 đóng ngoặc lại. Đó, và chúng ta sẽ tìm được bộ chung nhỏ nhất ở đây sẽ là 60. Đó, nếu em nào không rõ chúng ta có thể phân tích 10 thì sẽ bằng 2 x 5 = 12 thì bằng 2 × 2√2 × 3, đúng không? Đấy, thì nó cũng ra thôi. Vậy thì x ở đây chúng ta tìm được sẽ là 60. Vậy thì kết quả ở đây chúng ta sẽ có x bằng gì? X bằng 60. Vậy thì x bằng 60 ở đây tức là chúng ta đã kết luận được, vậy x bằng 60 nhá, bằng đây rồi. Vậy An và Bách sẽ cùng trực nhật, lần thứ mấy nhỉ? Lần 2 sau bao nhiêu? Sau 60 ngày. Đó, được chưa? Đó, rất là dễ, đúng không? Đấy, bài toán các em không cần phải phức tạp lên quá. Khi học toán chúng ta nhiều quá, những cái chúng ta cứ tư duy lên đó, lại không giải được. Rồi, tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ đến với 158. Bài 158 họ yêu cầu mình điều gì? Cũng một bài toán có lời văn tiếp. Hai cái đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau, tức là có hai đội nha, trồng các cái cây này như nhau này. Mỗi công nhân đội 1 phải trồng 8 cây, công nhân đội 2 lại trồng là 9 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200. Đó, vậy thì nhìn ở đây em nào đã tinh thì chúng ta biết ngay. Cái loại này là sẽ tìm gì? Tìm bộ chung. Bộ chung thông qua bộ chung nhỏ nhất của 8 và 9 thôi. Đấy, được chưa? Rồi, giờ cái dạng toán này thì chúng ta sẽ thực hiện luôn. Chúng ta gọi X hay gọi A, gọi B, gọi C thì tùy nha. Họ hỏi số cây mỗi đội thì chúng ta gọi luôn. X là số cây, X này sẽ là số cây mỗi đội, số cây mỗi đội sao phải trồng, chưa? Đó, số cây mỗi đội phải trồng. Đó, vậy thì theo bài ra chúng ta có này, đây đi, theo bài ra chúng ta có điều gì? Ta có này, mỗi một cái anh công nhân đội 1 này nè thì phải trồng 8 cây,
Và mỗi công nhân đội 2 lại phải trồng 9 cây. Vậy thì giống như ở cái bài trước chúng ta lập luận đúng không? Thì x này nó phải chia hết cho 8 và x này cũng phải chia hết cho 9. Đấy, giống một bài 157 chúng ta vừa làm. Được chưa? Đấy, vậy thì x này bắt buộc phải chia hết cho 8 và chia hết cho 9. Đó, và một cái điều kiện nữa quan trọng của x này. X này phải nằm trong cái khoảng, tức là nó phải lớn hơn 100 nhưng lại nhỏ hơn 200. Được chưa? Đấy, vậy thì qua cái này thì chúng ta thấy, do đó x này sẽ thuộc gì? Bội chung nhỏ nhất của 8 và 9. Đó, của 8 và 9. Được chưa? Và điều đặc biệt ở đây là gì? Như cái điều kiện trên, x này phải lớn hơn 100 và x này lại phải nhỏ hơn 200. Được chưa? Đấy. Vậy thì giờ chúng ta sẽ có này. Bội chung nhỏ nhất của 8 và 9 này. Suy ra này, bội chung nhỏ nhất của 8 với lại của 9. Đó, các em tính ra. Các em phân tích ra 8 thì bằng 2 mũ 3, 9 bằng 3 mũ 2 gì đó. Nhưng mà đây chúng ta chỉ cần thực hiện là trên máy tính thôi. 8 này, được chưa? Đây là 9 này. Đó, các em bấm. Đó, như vậy thì ta sẽ tìm được bội chung nhỏ nhất ở đây là 72 này. Được chưa? Đó, sẽ bằng 72 nhé. Được chưa nào? Rồi. Vì cái bội chung nhỏ nhất này là 72 nên là gì? Chúng ta sẽ đi tìm bội chung của 72. Được chưa? Vì này, x thuộc bội chung nhỏ nhất của gì? Của 8 và 9 này. Nên là gì? X này nó cũng sẽ bằng bội của bao nhiêu mà chúng ta vừa tìm. Nên x này cũng sẽ bằng bội chung của gì? 72. Đó. Được chưa nào? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm bội của 72 thôi. Đó, và bội của 72 chúng ta tìm, nhớ là gì? Nó phải lớn hơn 100 và nhỏ hơn 200. Đó, nó sẽ bằng tập hợp các chữ số. 72 nhân 0 thì bằng 0 này. 72 nhân 1 sẽ bằng 72. 72 nhân 2 sẽ là 144. 72 nhân 3 sẽ bằng 216. Được chưa? Và 72 nhân 4 sẽ là 280, 288 gì đó, vân vân. Được chưa? Đó, vậy thì giờ chúng ta sẽ chọn này. Đó. Chúng ta sẽ chọn này. Do đó này, x này nó sẽ bằng bao nhiêu? Dựa điều kiện x lớn hơn 100 mà nhỏ hơn 200 thì x ở đây chỉ có một số duy nhất, đó là số bao nhiêu? 144. Được chưa? Vậy kết luận thôi, mỗi đội phải trồng là 144 cây. Rồi, xong nhé. Đấy, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái bài luyện tập. Và như thường lệ, đến cuối một cái video, các em nhớ là hãy chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật là nhiều các cái bạn đang học trong lớp nha. Và các em nhớ là chúng ta cần xem lại kiến thức từ đầu học kỳ tới giờ, để tiết sau chúng ta sẽ là tiết ôn tập của chương 1. Rồi, tạm biệt các em.